Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Sau rất nhiều lần úp mở về những dự định đột phá trong tương lai, vào ngày hôm qua 22 tháng 7, Sơn Tùng MTP khiến rất nhiều khán giả bất ngờ khi mà giới thiệu fanpage công ty mới và nhiều người dự đoán rằng đây chính là công ty chuyên đào tạo các nghệ sĩ mà Sơn Tùng MTP đã từng hé lộ cách đây không lâu. Sơn Tùng MTP lâu nay vẫn thế, vẫn luôn làm người hâm mộ phải bất ngờ về sự đột phá và chịu chơi của mình. Vào tối qua 22 tháng 7, không hề báo trước, Sơn Tùng và công ty do anh làm chủ tịch đã bất ngờ giới thiệu fanpage MTP Talent. Dù chưa từng có thông báo nào về công ty này, nhưng chỉ cần nghe tên thôi thì người ta cũng có thể đoán được đây là công ty chuyên đào tạo nghệ sĩ do Sơn Tùng là người điều hành. Có thể nói đây là những bước đi liều lĩnh và khá tham vọng của Sơn Tùng với tư cách là ông bầu. Hiện tại, fanpage mới chỉ cập nhật ảnh bìa và ảnh đại diện cùng với dòng giới thiệu ngắn gọn, một thành viên của tập đoàn MTP Entertainment, thành lập bởi ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng MTP. Như vậy, thông báo này thì đã gián tiếp thông báo MTP Talent là công ty con trực thuộc MTP Entertainment do Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng điều hành. Trên ảnh bìa của fanpage, độc giả có thể dễ dàng đọc được dòng chữ thế hệ kế tiếp sắp ra mắt như lời khẳng định chắc nịch về sự bùng nổ sắp tới của MTP Talent. Vậy là có thể trong thời gian tới, khán giả sẽ được gặp lại Sơn Tùng MTP với tư cách là một ông bầu, người dẫn dắt cho một thế hệ trẻ đầy tài năng. Và thực tế, trước đây thì đã có vài lần Sơn Tùng MTP nói về việc mở công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ. Và hồi tháng 12 năm 2019, trong buổi họp báo công ty, anh đã úp mở về việc MTP Entertainment sẽ không chỉ xoay quanh anh mà sẽ có thêm những nghệ sĩ mới. Và mới đây khi trả lời báo chí, Sơn Tùng cũng nhắc đến việc nghỉ hát ở tuổi 30 và dành thời gian giúp đỡ các bạn trẻ. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!